bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Những lần Triều Lê Dịnh và chồng cụ Phùng Thiệu Phong chạm mặt nhau trên màn ảnh, lần đầu tiên cả hai cùng xuất hiện trong một bộ phim là cách đây 13 năm, khi đó Triều Lê Dịnh vào vai nhà hoàn cho Phùng Thiệu Phong trong phận Hồng Nhan. Cách đây một năm, cặp vợ chồng vàng của làng giải trí hoa ngữ Phùng Thiệu Phong Triều Lê Dịnh bất ngờ thông báo ly hôn khiến khán giả không khỏi tiếc nuối. Trước khi kết hôn, Triệu Lê Diện, Phương Thiệu Phong từng đóng chung rất nhiều bộ phim vì hợp tác quá an ý, họ lại sinh tình cảm và quyết định kết hôn, sinh con. Mới đây, cư dân mạng đã đào lại những khoảnh khắc chạm mặt của cặp đôi trên màn ảnh. Đầu tiên vào năm 2009 trong bộ phim phận hồng nhan, Phương Thiệu Phong đảm nhận vai nam chính Thẩm Chiêu Tông. Khi ấy nam diễn viên họ Phùng chỉ mới 31 tuổi và đang ở đỉnh cao nhan sắc, còn Triệu Lê diễn lúc đó 22 tuổi, chưa có tiếng tăm, cô đảm nhận vai diễn nha hoàn. Văn Nhạn khá kinh đào với tạo hình rất đơn giản. Dự án phim tiếp theo của cả hai cùng đóng chung vào năm 2010 với bộ phim Chuyện hẹn hò. Ở bộ phim này, Triều Lê Dịnh cũng đảm nhận một vai rất nhỏ, trong khi Phùng Thiệu Phong là nam chính. Đến năm 2018, Phùng Thiệu Phong và Triều Lê Dịnh tiếp tục chạm mặt trong bộ phim Tây Du Ký 3 Nữ Nhi Quốc và Minh Lan Truyện. Trong đó, Tây Du Ký Nữ Nhi Quốc là bộ phim đầu tiên cặp đôi cùng đảm nhận vai chính, trong phim trở lại dịnh vào vai nữ vương của nữ nhi quốc, còn Phương Thiệu Phong đảm nhận vai đường tăng. Về sau lúc Triều Lệ Dịnh và Phương Thiệu Phong kết hôn, khán giả thường đùa vui rằng cuối cùng nữ vương nữ nhi quốc và đường tăng cũng cưới nhau. Còn Minh Lan Chuyện được chuyển thể từ tiểu thuyết Thật Không, Thật Không, Không Phải Hùng Phai Xanh Thắm, câu chuyện tình của Minh Lan và Đình Diệp trong Minh Lan Chuyện được Triều Lệ Dịnh và Phương Thiệu Phong thể hiện một cách tròn vẹn đã khiến khán giả thuận tức mại không thôi. Thời điểm cặp đôi công bố về chung một nhà, khán giả như vợ hòa, à, Thế nhưng khi thông tin họ ly hôn chính thức được công bố, các fan cứng của Minh Lan chuyện đã ngậm ngùi tiếc nuối. Minh Lan và Đình Diệp cuối cùng đã không thể có cái kết trọn vẹn ngoài đời thực. Được biết sau chia tay, Triều Lê Dịnh và Phùng Thiệu Phong vẫn dành sự tôn trọng cho đối phương, cả hai cũng không né tránh nhau trong công việc. Theo báo chí xứ Trung, sắp tới Triều Lê Dịnh và chồng cụ có thể sẽ tái hợp trong một tác phẩm điện ảnh do tập đoàn sản xuất và phân phối phim Bona sản xuất. Ban đầu, mỹ nhân được mời hợp tác với Phùng Thiệu Phong là Lý Băng Băng, Tuy nhiên, Lý Băng Băng đã từ chối tham gia dự án này và giới thiệu Triệu Lê Dịnh làm nữ chính. Theo nguồn tin, Triệu Lê Dịnh đã cùng Lý Băng Băng đến gặp nhà sản xuất để bàn bạc. Tại đây, cô gặp Phùng Thiệu Phong, tuy nhiên cả hai vẫn giữ bầu không khí thoải mái. Nếu việc bàn bạc thành công, Triệu Lê Dịnh và Phùng Thiệu Phong sẽ tái hợp trong dự án phim điện ảnh mới của Bona. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.